chào quán chị em. Mình quay tiếp tục cho anh em có chị em coi động cơ NF60 luôn. Đây, này mình mới gửi vào lông coi, chuẩn bị xịt rửa đây. Xịt xà bông. Đây. Đi xịt rửa con này rất là đẹp quá anh chị em. Đây vàng lông nữa nè. Đây là mới nha quá anh chị em. Đẹp. Đó. Rửa gáy xong đàng hoàng rồi là anh em cô bác nào mà mua bán. Con này giá nó cũng 8 triệu mấy nha quá anh chị em. Thấy không? Cũ vậy nó ngang. Nhưng mà mình xịt ra sạch sẽ đàng hoàng rất là mới nha các anh chị em. Cái gì đó. Đây cái gì mà mới là mới, cái gì cũ là cũ các anh chị em ơi. Cũ không làm mới được, mà mới làm cũ được, nhưng mà cũ không thể làm mới được. Đó. Cái này nó hơi mắc độ sáng chút xíu, nên thông cảm nha. Rồi, xịt nước đi không? Nước. Rồi, xịt cái sơ cái được rồi. Xả nước vô bồn đi thiệt đi. Quá anh em, giò nó tia tia thôi nha, cái bớt anh chị em. Xịt thẳng quá cái nó dễ bị chốc thôi. Thực ra một cái là mới tinh liền. Đó. Đó đẹp luôn. Cái đâu đẹp cái đó nghe quá anh chị em. Nó không nữa rồi, không rồi nè. Rồi đây là bác anh quay cái cho cô bác anh chị em nghe tiếng máy nó coi. Quay rồi, nó quay đi coi. Quay cái coi. Nổ rồi. Quá hiểm quá chị em ơi. Anh em cô bác nào có sử dụng cần mua động cơ nhỏ nhỏ thì mua cái máy này rất là ok quá cho em. Máy này rất là chuẩn, thì thầm xe rất đẹp, muốn nổ rồi nè, muốn nổ rồi chứ anh em không chịu tắt, quá dữ dằn, quá nhẹ. Dùng cái kim nó vậy quá anh em ơi, rất là nhạy nha. Đó, rồi áo nó đây, áo nó hơi mẻ mẻ chút xíu nha các anh chị em. Đây đầu đèn nó cũng hơi mẻ chút xíu nha. Đó, mình để vậy luôn, thôi gáp vô luôn. Rồi con này giá là 8 triệu mấy các anh chị em, mình bao ship trong vòng khoảng 30 cây số nha. Nên là cô bác nào có sử dụng mua ủng hộ giúp mình nha. Rồi xin tạm biệt. Hẹn lại video tiếp theo.